Vâng, trận đấu đã bắt đầu. 25 45. 25 bao nhiêu phút? 25 rồi. Vâng, thanh niên số 6 đã rất tốt. Phát bóng lên. Rồi, bóng phát hơi sâu. Hai đội này là chả chiến thuật gì. Còn cho tới bên đứng gọn ra em ơi. Bóng đang trong chân thanh niên số 1. Vâng, ra ngoài biên rồi. Đừng ở đây lợn quá. Không đợi như mình vậy đấy. Ai giản nữa. Rồi. Đá biên. Biên đâu bảo người đây dám luôn đâu. Rồi, số 6 lên bóng rồi, lại mất bóng rồi. Mất cái nào? Rồi. Bóng số 1 truyền ra ngoài biên rồi. Thanh niên số 6 có bóng. Vâng, bóng ra ngoài biên. Rồi, số 1 sút phạt biên. Thiếu, ban tổ chức sẽ làm kèo đi để anh em gần vào. Đồng banh này vào đội một. Đây là đội một. Phát bóng. Đồng banh đội một ăn 7-7 lắm. Không có cầu thủ nào nhận được đường bóng rồi. Đội một. Chưa đội một. Ai vào kèo đồng banh đi. Ai vào kèo không? Rồi, thanh niên số 6 đang có bóng. Làm gì không? Chuyền bóng. Có người bắt sút. Không vào. Thủ môn rất sốt sắng. Bóng lại ra ngoài biên rồi. Rồi, thanh niên số 6 lại không quyền đá biên. Khán giả đừng lôi lại đi. Đứng ở dưới thế này. Ôi giời. Khán giả chúng ta đứng xa vạch biên để tổ trọng tài sẽ làm việc. Cận à? Anh ơi, bảo mượn kính em ăn. Quả đá biên cho thanh niên 66. Làm gì không? Ăn rồi. Rồi, lại một pha bóng, cứu bóng xuất sắc của thủ môn số 1. Đây rồi, bạn yên tâm. Bóng 6 đá biên. Cũng được nhưng mà để đấy xong họ tự lấy. Đưa chú bảo nhá, con đứng ở một thằng, mọi đứa đứng một góc. Đấy, 3 thằng. Đấy, chia ra mọi đứa đứng một góc. Đặt bóng xong gặp chú lấy tiền. Rồi. Từ. Chạy ra ngoài sân. Đang điều hành trận đấu. Bóng đang dựa gôn chạy vào ôm luôn. Rồi, bóng đã đi hết đường biên ngang. Đội mình đủ người chưa? Gọi đến đây. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô, bên mình 80 đủ rồi đấy. Bao nhiêu kiếm bộ quần áo đỏ anh ơi. Bóng rất là phật. Ở khu vực giữa sân. Đi nữa là mấy giờ? Sau trận này luôn. Rồi, hay quá. Sống một lần này không? Bóng rất xuất sắc của thủ môn phía học sinh sinh viên. Phạt góc chưa đầu. Số 1. Vâng, lại tiếp theo một quả phạt nữa. Trọng tài đứng tận ngoài biên. Vâng, bóng đã, trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên. Tranh ngay. Rồi, số 6 có bóng rồi. Nguyên Mỹ Hợi ơi. Vâng. Rồi, thanh niên số 1 đã có bóng. Sút ra. Không vào. Và đóng rất căng của Đăng Thái. Trọng Thái nổ chạm pháo tay để cổ động viên cho thủ môn. Quận 6. Rồi, quận 6 cứ theo kẹp không theo kẹp rồi. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Rồi, bóng lại đi đến chân của thanh niên số 1. Bạn chỉ đạo nó sang bên này này. Sáng thằng này nó đã ăn sáng đâu, nó chạy nhiều. Vâng, bóng đã đi hết đường biên dọc. Đội thanh niên số 1 được quyền đá biên. Hay quá, làm gì không? Đội 66 bị ép. Ta chuyển bóng về rất nguy hiểm. Vâng, đội số 1 lại cố gắng. Vâng, như vậy là đã có bàn thắng cho Đăng Vũ. Để cổ động cho thanh niên số 1. Vâng. Gà một phương có nhưng không bị điều khiển. Vừa qua là những pha bóng đúng đúng ở hàng hậu vệ của thanh niên 66. Chắc sáng chưa được ăn gì sao ấy. Đề nghị của đội viên 66 mua mì tôm hoặc là lương khô. Như vậy tỷ số đang là 1-0 rồi, tạm nghiêng về số 1. Tỷ số lúc này là 1-0 cho đội thanh niên số 1. Vâng, một pha bóng của hậu vệ trung chân tiền đạo của đội 66, bóng đi trịch của môn trong gang tấc. Vừa thấy thổi còi xong rồi. Không mang bảng lật điểm à? Lại một cú sút bóng nữa của thanh niên đội 1. Đến muộn em. Vâng. Đợi đồng đội. Ê, đồng đội đi hết đường biên ngang và thanh niên số 1 được hưởng quả phạt góc. Cho mỗi anh em đá tí. Vừa qua là bóng đã đi xẹp cái đầu của tiền đạo thanh niên số 1. Chỉ cần trúng cái đầu thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đã đi hết đường thanh niên số 1 quả chơi được. Vào cày hả? Hay quá, và chặn bóng rất tốt của Văn Mạnh. Đá kiểu này thì chim chóc nó không dám ra chân để bay. Mạnh là cây quả đấy. Không dám quay vì vậy ảnh hưởng của các cầu thủ. Được. Rồi lại một pha mất bóng rất nguy hiểm. 7-0. Rồi thủ môn lên chắc chắn. Vừa rồi là một pha bỏ lỡ của đội thanh niên quận 1. Tiền đạo quận 1 vừa rồi chỉ cần dừng lại một nghìn thủ phút thủ môn không biết là nào để thấy bóng. Vâng, pha phát bóng lên. Không làm gì rồi. Cầu thủ gọi là hậu môn là Văn Toản. Rồi, quả phát bóng lên. Bóng quá dài. Sinh viên chiến cái đẹp. Ôi tưởng gặp đội này chiến. Bao rồi à? Thế anh thích ra ba để em ra xếp. Rồi, 66 làm gì không? Không làm gì rồi, bóng lại đi hết đường biên ngang rồi. Bảo trong đài vũ đi thích không có còi sao lên kín đấy. Mỗi bảng hai đội vào mà đúng không? Đá góc cho, phạt góc cho 66. 66 không làm gì rồi, lại đến chân 61 rồi. Không được. Được. Ôi, và rất đáng tiếc. Bóng dội sang ngang đi ra ngoài. Đấu quả được đấy kìa. Đang ngửa cháu ấy. Quá tay nhưng mà không thành, đã đi thua cho đội thanh niên quận 6. Một pha bóng cũng là không thành đi thua. Đóng luôn. Rồi. Một pha đánh đầu hồ Vào kia chặt chân đấy vào, phao vào chân đấy. Chỉ quay thôi anh ạ. Anh quay. Theo như bản điện tử của chúng tôi thì đội thanh niên quận 11 đang dẫn ưu thế đến 70% số lượng cầm bóng kia xanh. Đề nghị ông đầu của thanh niên quận 6 cũng điều chỉnh trận đấu làm sao cho nó về thế cân bằng. Vâng, trận đến bây giờ mình nghe thấy tiếng còi của trọng tài. Nó chẳng một trọng tài nó từ đâu nhưng mà bây giờ mình thấy nó pha của tiếng còi của trọng tài. Đề nghị trọng tài đá đi. Cái thằng này giờ lại xin về trọng tài buộc giày. Cái thằng của Hoàng. Không có cái giày. Làm gì được, cái này thì kệ buộc chứ. Đội nó đang cầm bóng à? Vâng, như vậy là rất bất ngờ. Thắng pha đẹp mặt từ một pha dàn xếp đá phạt. Vừa thủ đẹp chân vào là ai nhỉ? Văn Tiến à? Bảo Hoa được rồi. Tỷ số là 1-1, hai đội chắc chắn phóng tay được. Vâng, như vậy tỷ số đang là 1-1 rồi. Thế lậu này đá đội nào? Người ta bầm chê. Vâng, trận đấu lại trở về vạch xuất phát. Bạn có đá không? Đâu quay. Biết trận đầu gặp đội nào không? Cái này ở đâu mà đá tạt xóm 6? Mẹ thằng đầu như cái đầu bò. Tạt 6 rồi 30 người đi. Mình bảo thật là mình như cái đầu bò. Mình sang bên này 6 giờ tối hôm đấy thằng đã quân đùi đi đến. Quân đùi đi đến. Thằng đấy nó bị bắt. Nó bắt 7 tấn rồi. Bên thế mình mang cái sạp, mang giày đây để bán. Đợi tuần 6 cái đứng gọn ra ngoài này đi. Có Thành ra thì có Thành ạ. Đào biên thay đổi tuyển tháng 6. Hay đấy. Đây là gọi là cái phong cách. Tạt luôn. Hoa là lên được, hoa là penalty. Tính điểm. Tính điểm. Mấy giờ đá? Ơi bảo các bạn đồng gạch đây không à các bạn ạ? Được đấy. Về cái này. Đấy. Quán gọi về đi chở khách kìa. Đội tuyển số 6 đội tuyển của đá viên. Rất nguy hiểm. Sân rộng nhỉ. Dòm thế nào mới ra tận 9 người. Vừa rồi sau là thắng vừa rồi là số 6 nó lấy được không đó. Và có phạm lỗi xảy ra. Trọng tài đã thổi phạt đội thanh niên số 6. Thổi cho ta rất thẻ. Cún kinh. Thế là che ngôn luôn đấy. Cầu thủ chân trái. Số 3 này có đá? Không đá. Nếu muốn tưởng số 3 đá từ về không? Gọi là quân khu 3. Nhìn mấy cái thang. Không được. Ô! Nhiều lắm. Vâng, và có đi hết đường bên dọc. Có một đường nổi của giáo viên. Một đều. Vâng, vâng. Tổ chức bóng vừa rồi đi chơi khu hành. Khoảng độ 2 mét. Tụi mình đá chạy sau đúng không? Đội hình nghìn tỷ đâu rồi? Thay người đi. Đợi Tần Thịt. Đấy, chơi dưỡng bộ ở đầu đấy. Đây được dưỡng đến đấy rồi. Kiểu như là ô cho ai nhà cả năm chả đi đảo bao giờ nhưng mà World Cup là lúc nào có mặt. Chơi đá sao? Đội bóng sạch tay của đội số 6. Một pha đá phạt nhanh. Hay rồi. Quả rất đáng tiếc quả. Quả đây không vào được cả độ bay. Đá như năm tiền. Toàn máy nhỉ? Toàn bình. Tên là gì nhỉ? Đéo biết tên là dây cứ con. Ba nàng tiệc. Ở đấy mà gặp Khương Khoa. Đây là chút bảo hát người về. Thẳng vào trung tâm. Làm gì không? Ô, có mang quả đầu đá. Cameraman. Đây, đây rồi. Bóng vẫn trong sân. Đội thủ số 1 sau quả đá biên. Đó là cầu thủ Liên Xô. Con áo chưa phạt cái bạc nhỉ? Quả đá biên được tư đưa vào góc góc. Bộ con áo à? Đây rồi. Có cả chị Chi kìa. Phạt con bộ con áo cho chị Chi hả? Ông Lạng mang đến đấy, em lên nổi trường. Rồi ông Lạng. Xem con áo số 3 đâu để phạt chứ. Ông tôi bộ. Coi cái sang coi cái anh nó dít như coi bắt trọng tài luôn nhưng mà. Coi nó là thổi đá lưỡi ra. Đúng rồi đấy thổi to. Em đang mượn coi không có cái hột đấy. Coi kêu dít. Không, cái coi này thổi to lắm. Vâng, bóng đặt ra ngoài tìm được bên dọc rồi. 2 giờ 1 rưỡi ra. Bóng của số 1. Nó di chuyển rất nhanh. Vâng, nhưng anh không qua được cầu thủ của đội tuyển số 6. Ở đây xem nữa ông về nhá. Ông đi về. Ra kia ngồi đi. Cứ để đấy xong tí có chở vậy. Mặc áo hả? Vâng, bóng nặng tới chân 15 phút điểm. Như vậy là có bàn thắng. Một bóng rất hay của tiền đạo đang vỗ nâng tỷ số 2-1. Vụ 2 quả. Bóng một. Mình đỡ gót, mình đóng lại. Chờ được bóng nhưng mà... Chấm 1/4 rồi. Chú bóng quá mạnh, cho nên là không cản. Chấm 1/4. Bóng chấm bóng trong khung thành của thủ môn số 6. 2-1 rồi. Chấm còn được. Chắn gần quá. 3 bước vào. Địt mày gặp tao đá sòng lưng lên. Bóng lại đến chân của cầu thủ số 1. Chắc 7 không? Bóng đấm ra ngoài biên. Lại tiếp tục quả các biên cho số 1. Vâng, một cú bóng cầu thủ số 6 để cho tiền đạo của số 1 cùng do chú bóng. Rất may là bóng đã đi. Đây chị 3/4 đâu khởi động đấy, chạy tới đây chợ Lãng rồi chạy về cho nóng. Của đội bà con đây này. Mày lên xóm bẩn đã. Vâng, chú bóng 1. Đá cay trận này tí cay thì đéo nó cứ xóm bẩn. Kệ xông sâu chứ anh. Xông sâu nữa thì không nói ngoài thưa mày nữa. Anh đừng có nói là lót đưa. Bảng A là xông sâu xông đưa, bảng B học sinh lót đưa. Đừng có nói. Đều đã học sinh đâu, học sinh vào rồi. Tự nhiên thì thầy với Huân với Khương là đều làm tranh bảo. Đừng có nói. Huân còn Huân ơi. Đi mẹ vào Huân mình lại thầy với Khương rồi nó bắn mẹ mà biết. Vâng, bạn đấy ạ. Có 6 cái đó. Vâng, lại truyền sai địa chỉ rồi. Thế được. Bóng rất quyết liệt. Đi sai bao nhiêu? 1-2. Không có đâu. Hết rồi nhá, đốt quả này đấy. Vâng, bóng ra ngoài biên rồi. Đá biên cho đội tuyển số 1. Chúng ta không đồng hồ. Trông coi. Ngay trọng tài là có một cái gì đồng hồ. Vâng,